Chào mừng quý vị đến với một điểm tin trong tuần của trang thông tin giáp phận Phú Cường. Thánh lễ tạ ơn 13 năm cung hiến nhà thờ Bình Long. Giáo sứ Bà Trà đón mừng tân chánh xứ. Giáo xứ Phước Vĩnh hành hương năm thánh tại nhà thờ Bốn. Giáo xứ Bình Long cử hành chầu thánh thể thay giáo phận. Giáo xứ Sơn Lộc hành hương ba dòng. Bế mạc năm thánh kính các thánh tử đạo Việt Nam tại giáo xứ Búng. Tin giáo xứ Bình Long, thánh lễ tạ ơn 13 năm cung hiến nhà thờ Bình Long. Chiều thứ sáu ngày 16 tháng 11 năm 2018, thánh lễ tạ ơn kỷ niệm 13 năm cung hiến nhà thờ Bình Long được cử hành long trọng vào lúc 18 giờ tại thánh đường giáo xứ Bình Long. Thánh lễ do cha chánh xứ Du Xe Cao Đình Phương chủ tế cùng sự tham dự đông đảo của cộng đoàn dân Chúa trong và ngoài giáo xứ. Trải qua hơn 40 năm đồng hành và thăng tiến cùng nhau, ngày nay cộng đoàn giáo xứ Bình Long cùng quy tụ về ngôi thánh đường thân yêu dâng tâm tình cảm tạ Thiên Chúa. Thánh lễ không chỉ mang ý nghĩa kỷ niệm 13 năm cung hiến ngôi thánh đường, mà còn tạ ơn Thiên Chúa đã đồng hành, yêu thương, gìn giữ cộng đoàn trong suốt chặng đường mấy mươi năm qua. Chia sẻ trong thánh lễ, cha Du Xe Cao Đình Phương đã bày tỏ lòng tri ân đến các vị linh mục tiền nhiệm, đặc biệt đến cha Du Xe Quang Minh Tuấn, đấng đã đồng hành sát cánh cùng bà con giáo dân Bình Long hơn 20 năm qua ôn lại chặng đường hình thành và phát triển của giáo xứ, cộng đoàn cảm nghiệm thật sâu sắc sự quan phòng yêu thương mà Thiên Chúa dành tặng cho con người Bình Long. Cha Xe cũng bày tỏ lòng tri ân đến tất cả bà con giáo dân Bình Long, đặc biệt đến các ân nhân đã hy sinh công của bằng cách này cách khác vào sự phát triển chung của giáo xứ. Cha sở đã rất xúc động khi cùng cộng đoàn cảm nghiệm lại một chặng đường mà gia đình giáo xứ Bình Long đã đi qua từng hình ảnh, từng con người, từng những chi tiết nhỏ nhất thuộc về giáo xứ được tái hiện cách sống động giữa cộng đoàn, từng giọt lệ ngọt thơm trong thánh lễ xin dâng tất cả lên Thiên Chúa. Thánh lễ kết thúc vào lúc 19 giờ, tất cả cộng đoàn cùng lưu lại sân nhà thờ, cùng chia sẻ niềm vui trong bữa tiệc buffet do chính giáo dân giáo xứ Bình Long chuẩn bị. Trong không khí rộn ràng vui tươi cùng ánh sáng lung linh như thắp nến một góc trời giáo xứ Bình Long, tâm tình của từng người đêm nay thật hạnh phúc và đông đầy yêu thương. Ước chi không gian đêm nay không dừng lại để cộng đoàn không phải nói lời chia tay, niềm vui quả thật ngọt ngào. Tin giáo xứ Bà Trà Giáo sứ Bà Trà đón mừng tân tránh xứ vào lúc 17 giờ ngày 10 tháng 11 năm 2018, giáo sứ Bà Trà vui mừng chào đón Đức cha Du San Nguyễn Tấn Tước, giám mục giáo phận Phú Cường về cử hành thánh lễ nhậm chức chánh xứ của cha Mi e Hoàng Đô Đốc. Hiệp dân thánh lễ cùng với Đức cha có cha Tô Ma Đinh Ngọc Lộc, giám tỉnh dòng thừa sai Đức Tin Việt Nam. Khởi đầu thánh lễ, cha An Tôn Hà Văn Minh quản hạt Phú Cường – công bố văn thư bổ nhiệm cha Mikae Hoàng đô đốc làm chánh xứ giáo xứ Bà Trà trong tinh thần phục vụ, tâm tình yêu mến, chu toàn tốt xứ màng được giao phó, cử hành các bí tích xây dựng cộng đoàn Bà Trà trong tình hiệp nhất yêu thương. Sau đó cha Tân chánh xứ Mikae tuyên xưng đức tin, lập lại lời hứa khi chịu chức linh mục. Đức cha Giuse trao dây các phép và chìa khóa nhà tạm, mọi người cùng quỳ xuống thờ lạy thánh thể. Trong bài giảng lễ. Đức cha Du Xe nhấn mạnh, hãy nhìn lên trái tim bị đâm thâu đến giọt máu cuối cùng. Đó là bằng chứng Chúa đã yêu hết tình, và đó cũng là kho tàng tình yêu Chúa dành cho nhân loại. Tấm thân tàn tại giờ phút đó nói lên sự tàn ác dã man của con người, nhưng điều đó lại thể hiện tình yêu của Thiên Chúa, yêu đến tận cùng, luôn thương xót và tha thứ. Ngài là Thiên Chúa, là tình yêu, dù con người bất xứng nhưng Chúa vẫn yêu. Sau phần hiệp lễ, Cha Tô Ma Trương Hồng Phúc, nguyên chánh xứ giáo Sứ giáo xứ bà trà, cảm ơn cộng đoàn đã cộng tác với ngài trong thời gian qua, xin tiếp tục cầu nguyện cho ngài. Đức Cha Giuse cũng bày tỏ sự vui mừng khi đến với bà trà, một họ tách ra từ giáo xứ búng mà nay trở nên đông đúc, lòng nhiệt hành trào dâng để mọi người đến đây đều thấy giáo xứ bừng tươi sức sống trong một xã hội ngày một phát triển. Thánh lễ kết thúc lúc 19 giờ 15, mọi người cùng dùng chung bữa ăn tối và ra về trong niềm hân hoan chào đón Cha Tân Chánh xứ. Tin giáo xứ Phước Vĩnh, giáo xứ Phước Vĩnh hành hương năm thánh tại nhà thờ Búng. Trong những ngày cuối cùng của năm kính các thánh tự đạo Việt Nam, đoàn thành hương giáo sứ Phước Vĩnh do cha phó Du Xe Nguyễn Văn Phán hướng dẫn đã có mặt tại giáo xứ Búng để kinh viếng cha thánh phê -rô đoàn công quý. Đoàn hành hương kính viếng thánh tự đạo phê đoàn công quý tại đài, hát bài ca tôn vinh các thánh tự đạo Việt Nam, lắng nghe tiểu sử thánh quý sau đó tiến vào nhà thờ chầu thánh thể. Thắm đượm máu anh hùng tử đạo, là giai đoạn lịch sử giáo hội Việt Nam thời vua minh mạng cấm đạo, bắt đạo, hành hình, coi đạo công giáo là tà đạo. Bà con giáo dân lần hạt suy niệm thờ lạy thánh thể, với giây phút lắng lòng bên Chúa, dâng cho Chúa những ưu buồn khó khăn cùng với những thử thách cuộc sống. Hôm nay, ngồi trong thánh đường cổ kính nghe dư âm tiếng kinh cầu của ngày xưa, bậc tiền nhân là cha ông một lòng vì Chúa kính tin, và đã an dũng hy sinh gieo vào lòng đất hạt giống, đã sinh nhiều bông hạt cho mùa lúa vàng tươi bừng sáng đức tin. Bài ca chiến thắng hòa vang, phúc vinh tử đạo, rạng rỡ thiên thu, soi cho mỗi người lối về quê trời bằng bước chân người đi hôm nay, để những cố gắng nhỏ nhoi vẫn là những bông hoa đẹp lòng Chúa. tin giáo sứ Bình Long, giáo sứ Bình Long cử hành chầu thánh thể thay giáo phận. Sau các thánh lễ ban sáng Chủ nhật ngày 18 tháng 11 năm 2018, từ lúc 9 giờ sáng, phiên chầu thánh thể thay giáo phận được cử hành long trọng tại giáo sứ Bình Long. Trải qua hơn 40 năm đồng hành và thăng tiến cùng nhau, ngày nay Cộng đoàn giáo sứ Bình Long cùng quy tụ về ngôi thánh đường thân yêu, dâng tâm tình cảm tạ Thiên Chúa, thánh lễ không chỉ mang ý nghĩa kỷ niệm 13 năm cung hiến ngôi thánh đường, mà còn tạ ơn Thiên Chúa đã đồng hành, yêu thương, gìn giữ cộng đoàn trong suốt chặng đường mấy mươi năm qua. Chia sẻ trong thánh lễ, cha Du Xe Cao Đình Phương đã bày tỏ lòng tri ân đến các vị linh mục tiền nhiệm, đặc biệt đến cha Du Xe Quang Minh Tuấn, đấng đã đồng hành sát cánh cùng bà con giáo dân Bình Long hơn 20 năm qua, ôn lại chặng đường hình thành và phát triển của giáo xứ cộng đoàn cảm nghiệm thật sâu sắc sự quan phòng yêu thương mà Thiên Chúa dành tặng cho con người Bình Long. Cha du Xe cũng bày tỏ lòng tri ân đến tất cả bà con giáo dân Bình Long, đặc biệt đến các ân nhân đã hy sinh công của bằng cách này cách khác vào sự phát triển chung của giáo xứ. Cha sở đã rất xúc động khi cùng cộng đoàn cảm nghiệm lại một chặng đường mà gia đình giáo xứ Bình Long đã đi qua, từng hình ảnh, từng con người. Từng những chi tiết nhỏ nhất thuộc về giáo xứ được tái hiện cắt sống động giữa cộng đoàn, từng giọt lệ ngọt thơm trong thánh lễ xin dâng tất cả lên Thiên Chúa. Buổi chiều thánh thể kết thúc vào lúc 14 giờ 30 phút, cộng đoàn dân Chúa được trải qua những giờ khắc thiêng liêng, được lắng động tâm hồn bên Chúa, được tâm sự cùng Chúa và mọi người được đón nhận ơn bình an nơi tâm hồn mỗi người. <laughs> giáo xứ Sơn Lộc. Giáo xứ Sơn Lộc hành hương ba dòng. Ba dòng là điểm hành hương năm thánh mừng kính các thánh tử đạo Việt Nam cho giáo tỉnh Sài Gòn, kỷ niệm 30 năm phong hiển thánh cho 117 vị anh hùng tử đạo Việt Nam đón nhận ơn toàn xá. Giáo xứ Sơn Lộc đã tổ chức hành hương đến địa điểm này vào ngày 17 tháng 11 năm 2018. Khởi hành từ nhà thờ Sơn Lộc lúc 6 giờ 30, cha xứ Du Xe Nguyễn Văn Thân, ban mục vụ giáo xứ cùng khoảng 100 bà con giáo dân trong xứ tập trung về sân nhà thờ, xin Chúa và mẹ Maria chúc lành cho chuyến đi được bình an. Đoàn đã đến nhà thờ Ba Rồng lúc 9 giờ, sau khi ổn định, cha xứ quý dì dòng mẹ nhân ái và cộng đoàn đã dâng hoa cho thánh Phêrô Nguyễn Văn Lựu tại linh đài, cùng dâng hương và hoa có cha xứ và cộng đoàn giáo xứ Phước Vĩnh thuộc giáo phận Phú Cường và bốn giáo xứ khác nữa. Trong bài giảng, Cha Du Xe, Nguyễn Văn Thân đã lược qua tiểu sử các thánh tử đạo tại nơi đây. Thánh tử đạo phê Nguyễn Văn Lựu cùng với 27 bà con giáo dân đã bị xử chém tại Ba Rồng ngày 7 tháng 4 năm 1861. Mộ ngày sau nhiều lần cải táng đã an nghỉ tại đất thánh ngay sau ngôi thánh đường này. Ngày nay không còn cản bắt bớ giam cầm người tín hữu nữa, nhưng với áp lực của cuộc sống, không chịu được gian khổ, một số người đã đánh mất niềm tin, tự quên mình là người công giáo. Ước mong mọi tín hữu hãy noi gương các thánh, giữ vững niềm tin nơi Đức Giêsu phục sinh, trung thành với Chúa và hội thánh đến cùng. Thánh lễ kết thúc với ơn toàn xá và mọi người tham dự được hôn kính xương thánh là dấu tích xác thực cho niềm tin nơi mình. Sau bữa cơm trưa, mọi người cùng nhau viếng đất thánh, nơi đây có mộ thánh Phêrô và 27 giáo dân, cầu nguyện và dân hương để tỏ lòng kính mến, khâm phục các ngài, kỷ niệm một dấu ấn khó phai của mỗi người. Tin giúp phận Phú Cường, bế mạc năm thánh kính các thánh tử đạo Việt Nam tại giáo xứ Búng, vào đêm 23 tại giáo sứ Búng đã long trọng cử hành đêm diễn nguyện và canh thức với chủ đề Chứng nhân đức tin để mừng kính các thánh tử đạo Việt Nam. Sáng hôm sau, tức ngày 24 tháng 11, vào lúc 8 giờ 30 phút, mọi kỳ tô hữu trong khắp giáo phận hành hương về nhà thờ búng để tham dự thánh lễ bế mạc năm thánh kính các thánh tử đạo Việt Nam. Từ sáng sớm, Cộng đoàn Dân Chúa trong giáo phận Phú Cường đã đến giáo sứ búng là quê hương của thánh tử đạo Phêrô Đoàn Công Quý, là một trong 117 vị thánh tử đạo Việt Nam. Trong ngày bế mạc năm thánh hôm nay, cũng có sự hiện diện của quý cha trong giáo phận. Thánh lễ bế mạc năm thánh được Đức cha Du Xe Nguyễn Tấn Tước chủ tế. Đồng tế với Ngài có quý linh mục trong giáo phận. Trong thánh lễ có sự hiện diện của quý thầy sáu, quý thầy chúng sinh và sự hiện diện của hơn 2.000 giáo dân. Thánh lễ diễn ra trong bầu khí trang nghiêm và sốt sắng. Sau khi lãnh phép lành toàn xá cuối thánh lễ, đức cha, quý cha cùng chụp chung tấm hình lưu niệm trước lễ đài. Một điểm tin trong tuần của trang thông tin giáo phận Phú Cường đến đây là hết. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong các điểm tin lần sau.